Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm các ông bà. Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Ông Trần Chí Cường, ông Nguyễn Duy Minh, bà Nguyễn Thị Kim Thúy và ông Trần Đình Chung đã có buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Cùng dự buổi tiếp xúc tại điểm cầu thành phố có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã thông báo đến cử tri về nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp lần này dự kiến sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, xem xét cho ý kiến 5 dự án luật và bàn thảo các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Phát biểu tại hội trường, cử tri đề nghị Quốc hội cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề phòng chống dịch COVID-19, nhất là tiêm vaccine cho toàn bộ người dân, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, chuẩn bị các điều kiện thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quốc hội là cơ quan lập pháp, xây dựng luật. Hàng năm mỗi kỳ họp Quốc hội chúng ta đều nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh để cho nó phù hợp với cái sự phát triển của đất nước, của xã hội. Nhưng mà cái sự điều chỉnh theo cảm nhận của bà con cử tri chúng tôi thấy rằng có khi không theo kịp, cho nên chưa đủ cái chế tài, chưa đủ sức nghiêm khắc, chưa đủ sức răn đe, cho nên tình hình tội phạm vi phạm luật vẫn còn tiếp tục xảy ra và càng ngày xảy ra càng nghiêm trọng hơn. Ngoài việc hệ thống pháp luật phải có sức sống dài hơi, thì pháp luật phải đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước, phục vụ cho nhân dân có cuộc sống hạnh phúc hơn. Việc xây dựng ban hành pháp luật, thực thi pháp luật phải làm sao không có biến phàn nàn, trách móc của người dân. Rất cần bổ sung sửa đổi luật đất đai năm 2013 theo hướng chặt chẽ hơn và giám sát thường xuyên việc thực thi pháp luật hình sự năm 2015. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội sớm xem xét tháo gỡ những vướng mắc tồn tại hiện nay trên chặng đường phát triển của thành phố Đà Nẵng, nhất là các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương, các dự án quy hoạch treo nhiều năm trên địa bàn thành phố, tiếp tục tạo điều kiện cho thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đồng thời cần có chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian đến.